Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khúc xương Phạm Minh Chính khó nhai hơn những gì tôi lầm tưởng. Theo tác giả Lâm Công Tử thì lễ tàng của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trùng hợp với biến cố thể thao thế giới Olympic 2024 tại nước Pháp và Olympic tại Pháp lại khiến người ta thích thú theo dõi vở bi kịch chính trường Cộng sản Việt Nam mang tên Olympic Việt Nam. Trong những ngày lễ tang ông Nguyễn Phú Trọng một cách nào đó thì người ta cố vẽ hình ảnh của ông xem ra quá lố bằng cách so sánh ông với những ông khác đã và đang chiếm trệ trên các trang giáo khoa lịch sử ở xứ Cộng sản Việt Nam, đó là ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp. Trong khi trước đó ông Nguyễn Phú Trọng không làm bất cứ điều gì có lợi cho dân cho nước. Chỉ ít thì ông Hồ Chí Minh tiền sử của ông ta đã từng buôn bà ở nước ngoài để tìm đường cứu nước hay ông Võ Nguyên Giáp có tiếng trong trận điên biên phủ vân vân. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ được cái danh đốt lò và hai nữa là nhất định phải đi theo cái bóng chủ nghĩa xã hội dù chưa biết tới khi nào mới nhìn thấy nó. Trong thế giới cộng sản có hai cách cai trị hiệu quả nhất đó là mật vụ và công an. Liên Xô có KGB, còn Trung Quốc và Việt Nam thì có công an là hai lực lượng xương sống duy trì chế độ Cộng sản. Ông Vladimir Putin thì là một tổng thống của Nga sở dĩ một mình nắm hết cơ đồ nhờ vào kinh nghiệm và đường dây KGB và ông ta đã còn hữu hiệu cho tới tận ngày hôm nay. Trong khi đó thì Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc và những người tổng bí thư trước đó đều nhờ vào hệ thống công an trị và đàn áp theo dõi người dân. Công an vừa hiệu quả lẫn nguy hiểm nên mỗi lần một tổng bí thư mới lên nắm quyền thì công an phải được nắm trước, nếu như không thì khó mà cầm được thanh kiếm cai trị được một cái đảng. Bên ngoài thì xem như rất là đoàn kết nhưng bên trong thì đã âm thầm thối nát và thanh trừng lôi kéo bè phái để đè bẹp lẫn nhau. Nhìn vào Việt Nam, cái lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không tài nào có thể nhóm lên được nếu như trong tay không có hệ thống công an thao túng. Chỉ có công an mới có thể nắm rõ hồ sơ chính trị hay kinh tế của từng người một trong hệ thống tầm quyền. Nhất cử nhất động của một cán bộ từ khi vào đảng cho tới khi về hưu đều không thể thoát khỏi cặp mắt của công an bộ công an là nơi có cơ quan tình báo chuyên theo dõi các vấn đề quan trọng của đất nước mỗi một thông tin về lĩnh vực nào đó đều được nghiên cứu và khảo sát một cách tỉ mỉ để lúc cần thì có thể lôi ra phục vụ cho công tác điều tra bất kể lúc nào vụ việc liên quan đến một hay nhiều người cách tiếp cận này khiến cho bất cứ một vụ tham nhũng hay âm mưu gì liên quan đến vây cánh chính trị đều được theo dõi từng ngóc ngách của vấn đề một cách hiệu quả nhất ông Nguyễn Phú Trọng muốn đốt lò thì vây cánh đầu tiên phải bắt nguồn từ bộ Công An và bộ trưởng là người mà ông Trọng phải nắm thật vững khi nảy ra ý định khá nguy hiểm này. cái lò ấy nếu như mà không có tô Lâm trước là bộ trưởng bộ Công An và nay là Chủ tịch nước thì chắc chắn sẽ không đạt được kết quả như ý muốn của ông ta và những cái tên như đình là thằng Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn hay Nguyễn Đức Trương đều mang tên dấu ấn của Tô Lâm. Nhưng tới khi ông Trọng được góp ý cần phải trong sạch bộ máy thì Vũ Đức Đam, Phạm Minh Chính cùng bộ sậu của ngành ngoại giao và y tế thay nhau mất chức và vào tù. Không dừng lại ở đó, khi Nguyễn Xuân Phúc rồi Võ Văn Thường cùng với Vương Đình Huệ Trương Thị Mai trở thành củi của ông Trọng thì không ai tin đó là ý chí của ông Tổng Bí Thư mà là người ta chĩa mũi dùi vào Tô Lâm là điều hợp lý bởi ông Trọng có quyết đoàn thế nào thì cũng không thể nào có thể tự chặt hai cái chân ghế của mình đang ngồi, đó là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Chỉ có ông Tô Lâm, người thuận nước đẩy thuyền trong khi thì ông Trọng cay đắng cho tới lúc chết, thì ông Tô Lâm cứ nhận nha từng bước chuyển mình nhiều động thái cho thấy gần đây là chủ tịch nước tô lâm đang tìm một cách loại bỏ thủ tướng phạm minh chính trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư đó là biểu hiện về sự thất thế của tô chủ tịch và thủ tướng chính phủ dù ông có trở thành người tạm nắm quyền tổng bí thư nhưng điều đó chưa phải là điều chắc chắn theo giới thảo tin tại thời điểm hiện nay thì thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn trước tô lâm về tỷ lệ sát cao đó là 51 trên 49. Và ông Tô Lâm đang có chính sách siết chặt quyền của người dân và gia tăng làm lợi cho ngành công an. Và việc tăng cường lực lượng an ninh cơ sở hay cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được hưởng tới trên 70% số tiền phạt là những điều minh chứng. Có nhiều lý do khiến cho Tô Lâm khó có thể vượt qua được Thủ tướng Chính phủ để mà giành ghế Tổng Bí Thư tại đại hội 14 tới đây. Thứ nhất đó là mối quan hệ của ban lãnh đạo với Bắc Kinh đối với Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính. Ngay sau khi nhà nước Việt Nam công bố tin Tổng Bí thư Phú trọng qua đời, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để thắp hương tưởng niệm. Sau đó, thì ông Tập đã cử Vương Hỗ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu nhân dân Đảng Cộng sản Trung Quốc tới Hà Nội để dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một nội dung quan trọng hơn mà ông Vương Hữu Ninh sẽ thảo luận với ban lãnh đạo Việt Nam đó là về nhân sự thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chưa rõ sự lựa chọn của Bắc Kinh là Tô Lâm hay là Phạm Minh Chính. Tuy nhiên thì thủ tướng chính được cho là có lợi thế Tô Lâm, hơn Tô Lâm vì từ khi ông chính giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông đã được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm sẵn. Thứ nhì là ông Chính nhận được sự ủng hộ của đại đa số thành viên của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt thì Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ của đại đa số giới chức tướng lĩnh quân đội và lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thứ ba, tại hội nghị Trung ương tới đây dù là hội nghị thường niên hay bất thường thì Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí Thư sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết chính thức đề cử ra lãnh đạo kế nhiệm chức Tổng Bí Thư đây là nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng, lấy sự đồng thuận của số đông trong đảng. Và đây cũng là khó khăn lớn nhất với ứng viên Tô Lâm. Nếu như bây giờ mà lấy phiếu tín nhiệm thì chắc chắn Phạm Minh Chính sẽ được số phiếu cao hơn Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm từ khi làm Bộ trưởng Bộ Công an thì ông ta đã có quá nhiều kẻ thù, kể cả như đương chức hoặc đã bị vào lò. Để vươn tới ghế Tổng Bí thư Đại hội 14 thì Tổng Uh, thì Chủ tịch nước Tô Lâm phải vượt qua rất nhiều cửa ải và không phải nhận được đa số phiếu từ hơn 1.500 đại biểu dự đại hội 14 để được bầu vào Ban chấp hành Trung ương mới. Sau đó thì ông phải được Ban chấp hành Trung ương khóa 14 bầu vào Bộ Chính trị. Cuối cùng thì Tô Lâm phải được Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương mới chính thức bầu làm Tổng bí thư đại hội 14. Ông Tô Lâm hiện là lãnh đạo có quyền lực cao nhất trong đảng và ông có quyền uy tối đa với số các lãnh đạo cấp cao của đảng bởi trong tay ông bộ công an có một tàng thư tập hợp các vết trảm của tất cả các lãnh đạo cấp cao từ trung ương cho đến địa phương. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu kín tại hội nghị bất thường ban chấp hành trung ương là điều mà ông Tô Lâm không thể kiểm soát được. Kết quả kiểm phiếu cũng được công bố ngay lập tức, khi đó thì Tô Lâm sẽ trở tay không kịp chủ tịch tô lâm hiện đã trở thành người tạm quyền tổng bí thư điều này thì mang lại những lợi thế nhất định trong cuộc chạy đua chức tổng bí thư và cũng là cơ hội để cho ông đưa người của mình vào các vị trí trong bộ chính trị còn trống để tăng cường sức mạnh về cho phe hưng yên và cho chính ông từ nay đến Đại hội 14 còn 16 tháng nữa và đây là thời gian đủ dài để cho các phe phái trong đảng tìm mọi cách làm chủ tình thế với mục đích giành chiếc ghế quyền lực cao nhất trong đảng. Bây giờ là lúc Tô Lâm chuẩn bị nước cờ cho tổng bí thư, bên ngoài thì ai cũng thấy sức mạnh tuyệt đối đang ở trong tay Tô Lâm, nhưng nếu như nhìn kỹ, một hàng rào khó khăn nhất chính là đồng chí Phạm Minh Chính, đương kim thủ tướng chính phủ. Nếu Tô Lâm tới đâu thì Phạm Minh Chính cũng tới đấy, cả hai đều xuất thân từ công an, cùng cấp, cùng thời ca và cùng trường lớn lên và rất có thể hiểu rõ về nhau từng đường tơ kẻ tóc và ông Phạm Minh Chính bên ngoài tuy không lộ ra sức mạnh tiềm ẩn nào nhưng bộ công an có bao nhiêu người thì hầu như là trong sổ tay của ông Phạm Minh Chính đều không thiếu tên những con cờ quan trọng nhất. Trong cương vị Thủ tướng Chính phủ, Phạm Minh Chính có cơ hội xuất hiện nhiều trên chính trường thế giới và chắc chắn rằng trước cặp mắt của nguyên thủ quốc gia thì Phạm Minh Chính sẽ là người chính danh hơn Tô Lâm rất nhiều lần. Ông Phạm Minh Chính có vẻ trong sạch hơn Tô Lâm mặc dù thì từng bị lên thớt khi mà vô tình phát biểu kém ngoại giao về mẹ nó sợ gì nhưng không nghiêm trọng như là vụ bò rắt vàng của Tô Lâm hay là vụ cướp tù Trịnh Xuân Thanh vẫn còn là vết nhơ với Đức và Slovakia. Ông Tô Lâm có vẻ như là ra sức làm cho rõ vụ AIC liên quan đến người tình của Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nhưng với kinh nghiệm của một thứ trưởng công an, ông Phạm Minh Chính không phải là một tay mơ dễ bị ông Tô Lâm sọ mũi giặt đi. Và chưa biết mèo nào cắn biểu nào, nhưng con bài phạm minh chính thì xem ra khó nuốt hơn ông tô lâm nghĩ rất là nhiều vì ông chính vừa có tâm đề phòng từ trước vừa có tầm vì tay chân bộ hạ không hề thua kém gì tô lâm mặc dù thì nước cờ tiến công của tô lâm chưa lộ rõ nhưng bên trong chiếc màn sân khấu ba đình không phải là hoàn toàn bí mật như là người cộng sản luôn cho là bất khả xâm phạm thử mở trang Wikipedia mà xem thì biết trong khi trang Phạm Minh Chính đầy đủ sinh hoạt chính trị khắp mọi nơi trên thế giới, còn trang của Tô Lâm thì vừa mở ra đã thấy lời cảnh báo bài viết này có nhiều vấn đề. Xin vui lòng giúp đỡ cải thiện hoặc là thảo luận về những vấn đề này trên trang thảo luận. Bài viết này hiện đang gây tranh cãi về tính trung lập. Tháng 6 năm 2023, Bài viết hoặc là đoạn này có thể đã được chép và dán lại từ một nguồn khác và nhiều khả năng đã vi phạm chính sách về quyền tác giả của Wikipedia tháng 5 năm 2024. Chưa hết, cũng trên trang này thì hai sự kiện nổi bật đó là Trịnh Xuân Thanh và Sốt Bi, tức là Bò Rất Vàng cùng xuất hiện và người đọc nhận ra ngay tác giả của hai trang này là ai và mục đích của họ là gì quay lại với hai ngày quốc tang để thấy chính trị trong thế giới cộng sản khôi hài đến mức độ như thế nào. Ông Trọng không những được vinh danh là người bị kéo xuống để chống Trọng thay vào là Lê Duẩn cũng đang được đề cập đến với hàm ý. Trung Quốc đang nhúng tay vào vì ghét Lê Duẩn cũng là đòn cảnh báo cho vị trí Tổng Bí Thư sắp tới. Ai là người thân Bắc Kinh sẽ chiếm thượng phong vậy người đó sẽ là Phạm Minh Chính hay Tô Lâm. Xem ra cuộc đua Marathon trong Olympics 2024 không khác gì cuộc đua giành ghế Tổng Bí Thư ở xứ Cộng sản Việt Nam. Cũng đổ mồ hôi, cũng sôi nước mắt như nhau, nhưng cuộc đua ở Ba Đình thì còn một đặc điểm đặc biệt hơn, có thể phải đổ máu mới có thể giành được chiếc huy chương vàng đáng giá. Còn theo tác giả David Hertz, Quan hệ EU Việt Nam có bị đe dọa sau khi Nguyễn Phú Trọng ra đi hay không? Cái chết của Nguyễn Phú Trọng có thể gây rắc rối cho mối quan hệ thân thiện của EU với Cộng sản Việt Nam. Các nhà phân tích cho biết các lãnh đạo mới của Việt Nam bao gồm có cả chủ tịch nước Tô Lâm mới nhậm chức không mấy quan tâm đến việc phá vỡ chính sách đối ngoại đã được thử nghiệm và kiểm chứng của Cộng sản Việt Nam là tìm kiếm sự cân bằng giữa các cường quốc nhưng việc họ thiếu kinh nghiệm trong ngoại giao quốc tế và khả năng leo thang vi phạm nhân quyền có thể gây ra một cuộc tranh luận cần kíp trong nội bộ châu Âu về mối quan hệ với nhà nước độc đảng đang bùng nổ về kinh tế nhưng lại đàn áp về mặt chính trị là Việt Nam. Cả Brussels và Hà Nội đều đang cố gắng thể hiện sự liên tục. Joseph Borrell, ngoại trưởng sắp mãn nhiệm của EU, đã đến Hà Nội vào tuần trước để dự tang lễ cấp nhà nước, Nguyễn Phúc Trọng. Một phát ngôn viên của EU nói với WD rằng chuyến thăm của Borels chứng minh mối quan hệ tiền chặt giữa. Người phát ngôn cho biết thêm rằng những mối quan hệ này được nâng đỡ nhờ vào một thỏa thuận quan trọng chẳng hạn như là Hiệp định Đối tác Hợp tác EFTA, một thỏa thuận thương mại tự do có hiệu lực vào năm 2020 và Hiệp định Đối tác Khung về Hòa bình và An ninh ủy ban châu âu cũng đã củng cố mối quan hệ thông qua đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng một cấu trúc đa phương tài trợ cho các dự án sinh thái tại việt nam người phát ngôn cho biết thêm rằng eu sẽ nỗ lực tăng cường hơn nữa các mối quan hệ đối tác này việt nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu á và điều này được hỗ trợ rất nhiều bởi các công ty quốc tế chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi trung quốc theo dữ liệu của Ủy ban Châu Âu, thương mại song phương EU Việt Nam đã tăng 64,2 tỷ euro, 69,6 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Chiến lược của Cộng sản Việt Nam phụ thuộc vào việc cân bằng giữa các mối quan hệ quốc tế của mình. Mặc dù tham gia vào các tranh chấp lâu dài và thường căng thẳng với Bắc Kinh về lãnh thổ ở Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc thì vẫn có mối quan hệ tốt đẹp thể hiện tinh thần đồng chí giữa hai Đảng Cộng sản cầm quyền. Đồng thời thì Cộng sản Việt Nam hiện đã cải thiện đáng kể mối quan hệ với phương Tây. Tháng này, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng Washington và Hà Nội được cho là đang đàm phán việc Việt Nam mua máy bay quân sự do Hoa Kỳ sản xuất và điều này sẽ làm thay đổi đáng kể quan hệ quốc phòng của Việt Nam. Chính sách đối ngoại của Việt Nam được Bộ Chính trị tập thể đưa ra, do đó sự trỗi dậy của phe công an có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam. Lê Hồng Hiệp, thành viên cao cấp của chương trình nghiên cứu Việt Nam của ISEAS có trụ sở ở Singapore, nói với DW. Ngay cả khi Tô Lâm trở thành tổng đối ngoại vẫn sẽ là duy trì cân bằng giữa các cường quốc và thúc đẩy quan hệ với các bên liên quan toàn cầu quan trọng bao gồm cả EU, ông nói thêm. Nguyễn Khắc Giang cũng thuộc Viện ISEAS nói với DW rằng Hà Nội sẽ tập trung vào chính trị trong nước trong những tháng tới và do đó khó có thể có được một bất kỳ tác động ngắn hạn nào đến chính sách đối ngoại khi mà Tô Lâm là Tổng Bí Thư Lâm Thời. Cái chết của Nguyễn Phú Trọng đã mở ra cuộc chuyển giao lãnh đạo sắp tới. Ông Tô Lâm, Chủ tịch nước được giao nhiệm vụ trách nhiệm Tổng Bí Thư và mặc dù thì Bộ Chính trị sẽ sớm phải bỏ phiếu về việc liệu ông có chính thức trở thành Tổng Bí Thư hay là không. Nếu vậy thì Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí Thư kế tiếp tại Đại hội Toàn quốc tiếp theo được uh, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2026. Các nhà phân tích cho rằng Tô Lâm hiện có lẽ là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí cao nhất, nhưng ông sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, một cựu công an người khác trong bộ chính trị sẽ muốn bảo đảm rằng khoảng trống sau ông Trọng sẽ không dẫn đến cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, một mối quan tâm là vị thế của Tô Lâm ở châu Âu và đặc biệt là Đức. Năm 2017, một cựu giám đốc doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Trịnh Xuân Thanh đã bị mật vụ Cộng sản Việt Nam bắt cóc ngay tại đường phố ở trung tâm thủ đô Berlin. Sau đó thì Trịnh Xuân Thanh bị ép buộc đưa đến Slovakia và bị đưa trở lại Hà Nội trên một chiếc máy bay do chính phủ Slovakia cung cấp cho một phái đoàn đến thăm do Tô Lâm. Lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, có những cáo buộc rằng Tô Lâm là kẻ chủ mưu. Tòa án Đức và Slovakia đã bỏ tù một số cá nhân vì tội bắt cóc và vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, một số viên chức Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng bị trục xuất một số quốc gia đặc biệt là Đức có thể cảm thấy hơi khó chịu khi đối phó với Tô Lâm, nhưng tôi tin rằng đây không phải là vấn đề lớn giữa họ nữa, hiệp nói với DW. Vào tháng 4 chỉ vài tuần trước khi Tô Lâm trở thành chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính phủ Slovakia đã đình chỉ các cáo buộc đối với Tô Lâm về vai trò ông trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, hiện ông cũng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Mặc dù vậy thì các nhà phân tích nói với DW rằng, Tô Lâm không có đủ uy tín về chính sách đối ngoại như là Nguyễn Xuân Phúc. Phần lớn thì giới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nằm trong tay quân đội và công an cũng có phần thiếu sót về mặt này. Tô Lâm một cựu bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016 đến năm 2021 đã thực hiện tương đối ít các chuyến công du quốc tế và Bộ Ngoại giao đã bị thanh trừng trong năm qua trong chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng phát động vào năm 2016 và Tô Lâm giám sát. Tô Lâm không đặc biệt quan tâm đến nhân quyền, môi trường hay bất kỳ điều gì mà các chính trị gia châu Âu cho là quan trọng. Bill Hayton, một cộng sự của chương trình châu Á-Thái Bình Dương của Chatham House, nói với DW. Điều quan trọng đối với Tô Lâm là những người ủng hộ ông trong cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam là duy trì độc quyền, quyền lực của Đảng Cộng sản. Hayton nói thêm. Claudi Frankavilla, giám đốc vận động EU tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng việc Tô Lâm lên nắm quyền không phải là tin tốt cho nhân quyền. Ông nói thêm, điều đó có nghĩa là sự đàn áp hoàn toàn không khoan dung với những lời chỉ trích với những thái độ thù địch hoàn toàn với quyền dân sự và chính trị cơ bản của chính phủ Việt Nam và sẽ chỉ gia tăng. Những lời chỉ trích của châu Âu về các hành vi vi phạm nhân quyền của Việt Nam có khả năng sẽ gia tăng nếu như chế độ này trở thành độc đoán hơn nữa. Điều này sẽ khiến cho Việt Nam quyết đoán hơn trong việc phản bác lại những lời chỉ trích. Alfred Gretz, chuyên gia về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tại Đại học Viên nói: Hiện tại như là West đã nói thì EU khá thận trọng trong việc chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là so với Trung Quốc. Tuy nhiên, EU đang ngày càng chịu áp lực phải lên án hành vi của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là vì chính quyền ngày càng nhắm mục tiêu của các nhà hoạt động vì môi trường và tham gia vào các dự án do EU hậu thuẫn. EU nên ngừng trao cho Cộng sản Việt Nam quyền tự do vi phạm nhân quyền. Các tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết và các lệnh trừng phạt có mục tiêu và áp lực thương mại đã quá hạn từ lâu. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi